Gel vệ sinh vùng kín Colozep Vaginocare Quad và nước súc miệng Nelson Honey Alpine Manuka Mau Quad có công thức tự nhiên, không chứa xà phòng, giúp làm sạch, làm mới và ngăn ngừa kích ứng, nấm ở vùng kín, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa các nguyên nhân gây ra các bệnh phụ khoa như viêm nhiễm do nấm, candida hay bệnh tình dục như lậu, giang mai, sùi màu gà. Colozep Vaginocare Quad và nước súc miệng Nelson Honey Alpine Manuka Mau Quad được kiểm nghiệm và chứng nhận tự nhiên, không gây kích ứng và phù hợp với những người có làn da nhạy cảm. Đây là những sản phẩm phù hợp cho cả nam và nữ, kể cả phụ nữ mang thai với hiệu quả nhanh và bền vững. Gel vệ sinh vùng kín Colozep Vaginocare Quad với chiết xuất lá cây Hozopito với các thành phần tự nhiên khác, gel vệ sinh vùng kín của Colozep có các công dụng sau: làm sạch và cân bằng độ pH trung tính, hỗ trợ lớp axit bảo vệ da vùng kín, điều trị và ngăn ngừa sự phát triển của các loại nấm, nấm do bội nhiễm, vi khuẩn gây bệnh, đặc biệt là nấm men candida, giảm tiết dịch gây ẩm ướt vùng kín và quân bình độ ẩm cần thiết giúp không bị khô hạn ở vùng kín, bảo vệ vùng kín không bị ngứa ngáy, rát bỏng, làm sạch nhẹ nhàng và nuôi dưỡng làn da nhạy cảm của vùng kín mềm mại hơn, làm lành nhanh các vi tổn thương, hỗ trợ điều trị và ngừa khí hư, huyết trắng da nhiều, da dạng bất thường như có màu vàng đặc giống như mủ, gây hôi tanh, khó chịu. Nước súc miệng Nelson Honey Alpine Manuka Mau Quat với thành phần chính là mật ong Manuka, nước súc miệng của Nelson mang lại nhiều công dụng tuyệt vời như vệ sinh, chăm sóc răng miệng hàng ngày hoặc hỗ trợ điều trị sau thẩm mỹ nha khoa, điều trị loét miệng, bảo vệ nướu và răng khỏi vi khuẩn và giúp ngăn ngừa màng bám tích tụ, giảm sưng đau và làm lành nướu trong quá trình cấy implant. Mật ong Manuka chống oxy hóa tự nhiên để đảm bảo nướu và răng khỏe mạnh, ngăn ngừa nhiễm trùng miệng, làm lành vết loét miệng, sát khuẩn, tiêu viêm, từ đó giảm triệu chứng viêm răng, viêm lợi, viêm họng, ngăn ngừa và giảm các dấu hiệu bệnh viêm nướu, viêm nha chu, chữa lành vết loét nhiệt miệng, mang lại hơi thở thơm mát, giảm nguy cơ mắc bệnh lý hôi miệng, phòng tránh một số bệnh lý lây qua đường hô hấp như cúm thường, cúm AH1N1, H5N1, COVID-19, bệnh chân tay miệng. Colozep Vaginocare Quad và Nelson Honey Alpine Manuka Mau Quad cung cấp đầy đủ các sản phẩm tự nhiên, chất lượng cao để giúp kiểm soát tình trạng phát triển quá mức của nấm candida và các vi khuẩn, ngăn ngừa các bệnh tình dục. Với Colozep Vaginocare Quad và Nelson Honey Alpine Manuka Mau Quad, bạn có thể an tâm khi biết mình đang chọn một giải pháp tự nhiên, tinh khiết và mạnh mẽ để giúp bạn lấy lại phong độ tốt nhất trong thời gian ngắn.